Bán con 100 cây vàng. Má ơi, bán cho con 1 đồng xôi. Quỳnh ơi, ra bán xôi nè con. Cậu uống nước chờ tí nha. Dạ, mẹ gọi con. Anh mua xôi à? Anh mua mấy đồng? 1 đồng, cho tôi 1 đồng xôi. Dạ, xôi của anh đây. Quỳnh ơi, bán cho anh 1 đồng xôi đi Quỳnh ơi. Em Quỳnh là của ta, các ngươi tránh ra. Em bán cho anh 3 đồng xôi. Dạ. Nhất xạ xa sông phong ham phi, hương la thất thủ xuân sự vi. Mình sẽ cưới cô ấy làm vợ, nhất định sẽ cưới. À, này, học đi, mơ mộng chi. Dạ. Mình sẽ cố gắng học thật giỏi, thi đỗ làm quan rồi về hỏi cô ấy. Tôi biết trong đám học trò cậu học giỏi nhất. Cậu đi thi ráng đỗ đạt, đem vinh quy về cho làng này. Chúc anh thi đỗ. Anh ráng chịu khó học hành, thi đỗ đạt anh nhé. Em có nấm xôi làm quà. Em chờ anh nhé. Dạ. Này bà, thằng con tôi nó chả yêu ai, nó chỉ yêu cái Quỳnh con của bà. Mong là bà đồng ý tác duyên cho hai đứa nó. Bà nó giàu có tiếng cả cái vùng này, bà cũng biết rồi. Bà yên tâm, cháu Quỳnh mà về với nhà tôi á thì chỉ có sung sướng mà thôi. Không được đâu mẹ ơi. Ừ, mẹ hiểu. Dạ thưa bà, được ông bà và cậu ấm đây quan tâm thì mẹ con tôi lấy làm vui lắm. Nhưng để có trước có sau, mong bà và cậu cứ đem lễ vật về. Chờ cho 3 mùa bắp tới thì hãy sang, chưa hẳn trễ. Thôi được rồi, nhà tôi sẽ đợi. Nhưng bà hứa rồi nhé, mãn hạn 3 năm, mẹ con tôi sẽ sang dạm hỏi. Bà không được để mối này cho ai đấy. 3 năm sau. Con gái à, đã 3 năm rồi, cậu giao đó không về. Chắc cậu ấy giờ đã thành danh, có vợ, có con trên đó. Thôi con cũng đừng chờ mong chi nữa. Hay là... Không, con tin là anh ấy sẽ về thôi. Chắc chắn anh ấy sẽ về. Nhà họ đến rồi. Lần này sẽ không thể từ chối được nữa đâu con. Ý con thế nào? Mẹ ơi, con không thể lấy con người đó được. Xin mẹ đừng ép con. Con bất hiếu, con xin mẹ hãy hiểu. Quỳnh ơi, sao lại thế này? Không, vậy thì áo gấm vinh quy còn ý nghĩa gì với ta nữa? Chàng... Không, Bần Ni là kẻ xuất gia, đã cắt đứt mọi duyên nợ với trần đời. Mong thi chủ hiểu cho. Quỳnh ơi, Quỳnh! Chàng Giao ơi, chỉ trách số phận trêu ngươi. Dù đã xuất gia, nhưng lúc nào Quỳnh cũng nhớ thương chàng Giao, đâm ra lụy tình mà chết. Từ chỗ nàng chết, mọc lên một loài cây, có hoa, có lá mà chẳng có cành. Chàng Giao sau khi biết chuyện cũng trở nên bi lụy rồi chết theo. Chỗ nấm mồ chàng cũng mọc lên một loài cây, nhưng chỉ có cành mà không có lá. Dân gian lấy tên nàng Quỳnh và chàng Giao đặt tên cho 2 loài cây này. Bầy sói đói. Câu chuyện này dựa theo lời kể của một người trong nhóm đi tìm mỏ quặng, trong chuyến đi đầy bão táp với người dân tộc Nazi sinh sống ở khu vực Tây Bắc, vùng núi Himalaya. May quá, lần này có anh dẫn đường, nếu không thì tới địa hình này tôi không thể tìm thấy làng được rồi. Không có gì đâu, lần này nhờ anh mà chúng tôi cũng tiện xe, chuyên chở được rất nhiều nhu yếu phẩm mà.
Sắp tới công việc nghiên cứu của tôi, nếu có gì cần hỗ trợ thì liệu tôi có thể gọi anh được không? Tất nhiên là được rồi. Chết rồi, bánh xe bị lún xuống tuyết và không thể di chuyển được. Chúng ta nên cố gắng tìm kiếm những cành cây đặt sau bánh xe để làm đòn bẩy. Alex, hãy quay trở lại xe ngay. Chuyện gì vậy Nancy? Đó là lũ chói xám ở phía bắc. Chúng ta phải vào xe ngay. Có vẻ như chúng đang rất đói. Trời ơi, chúng ta phải làm gì đây Nancy? Liệu chúng có bỏ đi không? Hay cứ quanh quẩn ở đây, trong khi chiếc xe thì không thể di chuyển được? Vô ích thôi, lũ sói sẽ không bỏ đi khi chúng chưa có gì vào bụng cả. Ý cậu là sao? Cút đi, cút đi! Anh đang làm cái quái gì thế? Cậu không thấy là chúng nó đang định coi chúng ta là con mồi hay sao? Phải làm cho chúng hoảng sợ mà bỏ đi. Đừng bao giờ nổ súng khi gặp bầy thú dữ mà chúng ta lại đang mắc kẹt giữa chúng. Bởi vì khi nghe thấy tiếng súng, chúng sẽ bò xuống gầm xe để tránh đạn rồi nhai bánh xe. Những con khác sẽ bỏ chạy vào rừng và gọi thêm bầy đàn đến để chiến đấu với ta đến cùng. Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Đừng hoảng sợ, tuyết phủ kín ngọn núi và những con sói này đang đói. Chúng mới trở nên điên cuồng như vậy. Hãy vứt cho chúng đồ ăn đi. Anh nhìn xem, chúng vẫn đang chầu chực nữa đấy. Chúng vẫn chưa no. Thôi thì ném tiếp cho chúng đi. Chúng ta chỉ còn một ít lương thực dự trữ. Có ném xuống nốt không? Đừng giữ lại bất cứ thứ gì. Chúng ta có thể quay lại và mua thêm đồ được. Trời ơi, may quá. Chúng đã ăn no và bỏ đi. Chúng ta cần nhanh chóng rời khỏi đây trước khi chúng quay lại. Đúng vậy, thận trọng đấy. Cái gì vậy? Chúng đang quay trở lại. Anh thấy chưa? Chúng lại rủ thêm đồng bọn vì nghĩ chúng ta có thức ăn đấy. Thật sai lầm khi nghe anh. Tôi đã bảo anh đừng mà. Nếu không chúng ta sẽ không thể chạy thoát được đâu. Thế anh nghĩ chúng ta sẽ thoát chết được trong hoàn cảnh này ư? Lũ sói đang tiến đến ngày một nhiều hơn. Chỉ vì anh mà tôi sắp trở thành mồi cho bầy sói đói này rồi. Chúng đang làm gì vậy? Trời ơi, chúng đang trả ơn chúng ta đó. Những con sói đang giúp chúng ta cào tuyết và làm đòn bẩy cho bánh xe. Hãy nhanh khởi động xe. Tại sao chúng vẫn bám theo chúng ta? Tôi không biết nữa. Anh cứ chạy xe đi. Còn rất nhiều vùng tuyết dày và xe có thể bị lún nữa đấy. Thì ra chúng theo chúng ta để đề phòng nhỡ xe của chúng ta lại tiếp tục lún vào tuyết. Trời ơi, may mà tôi đã không nã đạn vào bầy sói đói đó. Nếu không, hậu quả của hai chúng ta thật khó lường. Chúng lại còn trả ơn vì ta đã cho chúng đồ ăn nữa. Đúng vậy, có thể chúng đói quá nên mới liều tấn công xe. Đối với chúng, số lương thực mà chúng ta vứt ra giống như một món quà để cứu đói, nên chúng mới có hành động trả ơn này. Đôi khi trong những hoàn cảnh, đừng tự biến mình thành kẻ thù của kẻ khác. Toan tính của lái buôn. Đợt này mình với bác Văn đi lấy hàng dễ độ cũng mất 1-2 tuần ấy nhỉ? Phải mất cả tháng ấy, còn phải đi chỗ này chỗ kia xem giá cả thế nào rồi mới nhập hàng được. Cơ mà mình phải tinh ý một tí, xem nhà bác Văn mua bán mà học hỏi lấy ít kinh nghiệm, mánh khóe. Bác ấy làm ăn đã lâu, chắc chắn bỏ túi được nhiều mánh lới lắm đấy. Biết rồi, gớm lại cứ dạy thêm người ta. Cơ mà không thừa đâu. Mà này, chuyến này mình đi nhớ là phải biết tinh ý, để mắt, tính toán cho thật cẩn thận, khôn ngoan hơn người. Làm ăn kinh doanh là phải có nhiều mánh lới, sao cho phần lợi thuộc về mình nhiều nhất. Gớm,
đã kinh doanh buôn bán bao giờ đâu mà làm như rành lắm ấy. Sao lại không biết? Cứ có mánh khóe là ắt sẽ được nhiều lợi lắm. Nghe tôi là không đi đâu mà thiệt. Mà buôn bán thì phải thế. Làm ăn khôn ngoan hơn, tính toán hơn thì người đó sẽ được. Được rồi, tôi sẽ để ý. Mình ở nhà không cần phải lo. Thôi muộn rồi, tôi đi sang nhà bác ấy. Tôi bán cho các ông thế này là giá thấp lắm rồi đấy. Tôi thừa biết ông chả dạy mà mua nhiều thế, hơn hẳn mọi lần. Cha này tinh phết. Anh đã đánh dấu các bao hàng của tôi chưa? Không lại lẫn với hàng của người đi chung thuyền. Tôi đã đóng các bao gạo cả rồi. Của anh là các bao màu xanh, còn của ông Văn thì bao màu đỏ. Chỉ việc chuyển xuống thuyền thôi. Cảm ơn ông. Ông chu đáo quá. Anh đã chuyển hết hàng của mình ra chưa? Để mình còn mang xuống thuyền về không muộn. À vâng vâng. Chết rồi. Thế này những bao gạo ở dưới sẽ ướt mất. Về nhà thế nào cũng phải phơi lại. Phải rồi. Chỉ bằng xếp hết hàng của anh Văn xuống dưới, hàng của mình xếp lên trên, vừa không bị ướt, lại sạch sẽ. Đúng vợ dặn phải tinh ý cấm có thừa. Nhìn anh mướt mải mồ hôi rồi kìa. Anh cứ ngồi nghỉ cho mát đi. Để tôi sắp xếp lại đống hàng này trên thuyền cho đâu ra đấy. Cứ để thế này hơi lộn xộn. Phải đấy, để tôi giúp anh một tay cho nhanh. Có sắp xếp hàng lại ngay trên thuyền thôi mà. Anh không phải lo. Anh đã cho tôi đi nhờ thuyền. Chả lẽ việc nhỏ này tôi lại không giúp anh được. À, vâng, nhờ anh nhé. Cũng mệt thật, chỗ anh em làm ăn lâu dài. Sau này đi đâu tiện thuyền, tôi lại báo anh đi cùng cho vui. Thế là xong, giờ chả phải lo gì nữa. Đảm bảo hàng của mình chỉ có khô mà thôi. Chuyến này đi thuận lợi quá. Gạo vừa ngon vừa rẻ, lại đẹp mã, thế nào mình cũng kiếm được kha khá. Sao đang yên đang lành, trời lại có mưa lớn thế này. Thời tiết xấu quá, lại quá nặng, hai vị vứt hết hàng hóa xuống, không lật thuyền bây giờ thì chết cả. Sao lại vứt đi được, bao nhiêu tiền của đổ dồn cả vào đấy. Nhanh lên, nếu không nhanh là không kịp đâu, anh muốn mất hàng hay là mất bạn đây. Thôi, của đi thay người, không ai lường trước được bão tố anh ạ. À. Còn người là còn của, hay anh có ném hết hàng xuống không? Mau mau, kẻo chết cả lũ bây giờ. Được rồi, thuyền đã dễ lái hơn rồi. Các vị ngồi xuống bám chắc, không cần ném hàng xuống nữa. Cơn giông bất chợt này sẽ qua ngay thôi. Chết không, số hàng đã mất, toàn là hàng của mình cả. Chúng ta an toàn rồi, sống yên biển lặng rồi. Chuyện đi biển, sóng to gió lớn ngoài biển là không ai lường trước được. Các vị kiểm tra lại hàng hóa, rồi chúng ta chuyển lên bờ thôi. Của tôi phần lớn hàng đã vứt xuống biển hết rồi, còn kiểm lại làm gì nữa. Bao nhiêu vốn liếng lần này cũng đi theo. May quá, những bao gạo của tôi vẫn còn nguyên, chỉ bị ướt đôi chút thôi. Chỉ cần phơi phóng lại, may vớt vát được một ít, về được thế này cũng là may lắm rồi. Thật không may thế nào, anh lại để hết hàng của mình lên trên. Xếp hàng thì xếp theo khoang chứ, ai lại xếp theo trên dưới. Đúng là người tính không bằng trời tính. Vẫn là tính, nhưng tính nhầm mất rồi. Đúng là tại con mụ vợ của mình, rồi mình cũng ngu muội mà nghe theo. Đừng chỉ nghĩ cho mình, tham lợi là thế đấy. Khoai ơi, mất hết cả chì lẫn chài là tất yếu thôi. Người mẫu. Ngày mai em đi cùng chị đến dự buổi trình diễn của cô Mai Nguyên nhé. Ồ, chị quen cả cô ấy ạ. Thế thì em phải sắm một bộ cánh thật oách để đi dự mới được. Cũng phải xứng tầm khi đi theo nhà thiết kế Minh Hà chứ. Em không cần quá cầu kỳ đâu. Nhắm mắt lại và nghĩ về cảnh mùa đông rồi mặc thứ gì mà em muốn là được rồi. Thời trang đích thực không có nhiệm vụ biến ta thành kẻ đẹp khác, mà nó giúp ta khơi lên được vẻ đẹp của chính mình em à. Chị ơi, chưa bao giờ em được xem bộ sưu tập nào long lanh như hôm nay. Thật không hổ danh Mai Nguyên chị nhỉ. Cô ấy nổi tiếng là khó tính trong các thiết kế. Lâu lắm rồi mới ra được một bộ sưu tập, nên lần này được quan tâm lắm em à.
Chị ơi, em xin phép ra phía hậu trường xem một tí chị nhé. Chả mấy khi được đến show lớn, em chụp ảnh tư liệu về học hỏi. Ừ, em đi đi, cẩn thận đừng làm ảnh hưởng đến ekip nhé. Vâng ạ. Wow, lúc nãy nhìn xa đã mê rồi, giờ nhìn gần thấy công nhận xuất sắc miễn chê. Lông mịn mướt thế này chắc mắc tiền lắm đây. Đến bao giờ mình mới có một bộ sưu tập để đời như thế này nhỉ? Cô ơi, cô là người của công ty bà Nguyên ạ? À? Dạ không, cháu chỉ... Cô vui lòng tránh ra một lát để tôi dọn nhé. Dạ vâng. Bà Nguyên khắt khe lắm. Nếu dưới chân mà nơ canh có chút bụi thôi là chúng tôi bị phạt ngay. À! Cô ơi, cô có sao không? Chết rồi, mà nơ canh, mà nơ canh. Cô kỳ thật, mình đau chẳng lo, còn đi lo cho ma nơ canh. Cô ma nơ canh này mà xước xác á, thì chúng tôi nguy cô ạ, à, không đùa được đâu. Còn cái này cô chẳng biết để đâu nhỉ? Cô yên chí, để cháu sắp xếp lại cho. Cháu cũng học thời trang, không sợ bị phát hiện đâu ạ. À. Hai người này, hai người làm cái gì với thiết kế của tôi thế hả? Dạ thưa cô, là do cháu vô tình làm đổ ma nơ canh nên đang định sắp xếp lại ạ. À. Mong cô bớt giận. Cô là ai? Mấy người nghĩ mình là ai mà đụng vào thiết kế của tôi vậy hả? Bộ trang phục này đắt tiền lắm đó. Thật tức chết. Bảo vệ đâu rồi? Chỉ lơ là trên sân khấu một chút mà để người lạ vào cánh gà thế này à? May mà không có vấn đề gì. Nếu không mấy người biết lấy gì ra mà đền. Không phải ai cũng biết được giá trị của thời trang đâu. Chuyển hết ra xe về công ty nhé. Cẩn thận với người lạ đó. Cô ấy nặng lời quá, mất hết cả hình ảnh. Trước cháu thần tượng cô ấy lắm. Bà ấy nói đúng mà. Người như bọn cô thì biết gì mà chạm vào các bộ cánh hàng chục triệu đó. Người như cô thì sao ạ? Cô ơi, nhìn lại cháu thấy cô cũng đẹp mà. Cô mà trang điểm vào rồi á, diện mấy bộ đó có khi còn đẹp hơn người mẫu ấy. Cháu vui tính ghê cơ đấy. Có ai thiết kế thời trang cho lao công bao giờ? Thời trang là để tôn vinh cái đẹp của con người. Ai cũng xứng đáng được đẹp mà cô. Đâu chỉ có người giàu. Cháu cứ như trên tivi ấy nhỉ. Thôi về đi, cô cũng phải đi làm tiếp rồi. Cảm ơn cháu đã nói đỡ cho cô lúc nãy. Tạm biệt cô nhé. Em nói đùa hay thật vậy? Em nói nghiêm túc đó. Chị cũng đang bí khâu người mẫu còn gì. Nhưng mà thiết kế thì hơi liều đó. Chị sợ là ai chả từng có thời thiếu nữ tươi đẹp. Cuộc sống xô đẩy nên họ phải làm các công việc khác nhau mà thôi. Em thấy cô ấy đẹp lắm. Vậy mai hai chị em mình đi tìm gặp cô ấy nhé. Phải cần thêm có mấy cô nữa mới đủ. Tuyệt vời, để xem ai đó còn có thể coi thường được không. Và xin mời bộ sưu tập Xuân của nhà thiết kế trẻ Minh Hà. Wow, trời ơi, nhìn kìa. Trời ơi, ấn tượng quá bà Nguyên nhỉ. Và nhà thiết kế của chúng ta, Minh Hà. Xin cảm ơn các anh chị đồng nghiệp, các quý khán giả mến mộ thời trang đã đến góp vui với Minh Hà trong ngày hôm nay. Quý vị có biết và người mẫu hôm nay của Minh Hà là những ai không ạ? Họ là những người lao công không quen, không biết với Hà. Thật lạ đúng không ạ? Nhưng dễ hiểu thế này thôi. Có người nói với Hà rằng, ai cũng xứng đáng được đẹp và thời trang sinh ra để khai thác nét đẹp ẩn sâu trong mỗi con người. Không chỉ những người phụ nữ có bàn triệu, những người ngồi xe hơi mới đáng được lộng lẫy trong những bộ cánh này. Điều mà Xuân của chúng tôi muốn gửi đến cộng đồng thời trang là họ mặc và thấy đẹp, khi ấy thời trang ý nghĩa biết bao nhiêu. Với cái đẹp, chúng ta bình đẳng. Các cô cười tươi lên nhé. 1, 2, 3. Đẹp quá, các cô làm cháu liêu xiêu cả buổi hôm nay rồi. Cô bé, cháu chào cô. Giỏi lắm, ý tưởng người mẫu của cháu phải không? Cháu có ý định trả công cho ta không? Cô nói sao ạ? Cháu không hiểu. Chẳng phải vì chuyện con mana canh hôm đó mà cháu quyết tâm phục thù sao? Dạ, cháu xin lỗi vì chuyện hôm đó. Và cảm ơn cô vì đã cho cháu ý tưởng ngày hôm nay. Không, hôm nay ta phải cảm ơn cháu mới đúng. Cả đời thiết kế thời trang, nhưng hôm nay ta đã có một cái nhìn rất mới về cái đẹp trong thời trang. Cảm ơn cháu. Bát canh cua và Âu cà pháo. Hôm nay nóng bức quá,
Xong việc rồi, hai đứa đi làm mấy vại bia cho mát nhé, rồi ăn cơm quán luôn. Tớ về ăn cơm nhà thôi, bị ghiền món canh cua, cà pháo của vợ rồi, không thiết tha gì đồ ăn bên ngoài cả. Chà chà, mấy món đó thì lúc nào ăn chả được, thỉnh thoảng phải đi ăn hàng cho thay đổi chứ. Ôi, đặc sản của vợ tớ đấy, ăn hàng thấy không ngon miệng. Thôi, tớ về đây. Anh về rồi ạ? Mau vào tắm rửa rồi ăn cơm à? Ừ, anh đói quá. Chỉ mong hết giờ làm để về nhà ăn cơm vợ nấu. Anh vất vả quá. Ngày nào cũng đi làm từ sớm đến khuya mới về. Vất vả gì đâu. Em và con vui là anh mừng rồi. Anh vất vả mà ngày nào cơm nước cũng chỉ thế này. Em... Không đâu, anh thấy rất ngon mà. Trời nóng thế này, được bát canh cua với cà pháo là tốn cơm lắm. Vả lại chúng ta cùng nhau cố gắng sắp đủ tiền để mua một căn nhà mới rộng hơn, to đẹp hơn rồi. Anh ơi, chiều anh đi làm về rồi đón con giúp em. Hai bố con về thì hâm thức ăn em để sẵn trong tủ lạnh nhé. Từ giờ em sẽ thường xuyên về muộn đấy. Sao thế? Em nhiều việc vậy à? Thì anh xem, kết thúc việc ở cơ quan là 5:30. Sau đó em đến lớp tập yoga. Tiếp đến là chăm sóc da ở spa. Phải đến 10:00 đêm mới xong xuôi được. Phải theo đều đặn thì mới có hiệu quả được anh à. Nhưng có phải ngày nào cũng đi spa đâu. Hôm nào không đến spa thì em đi học lớp trang điểm nữa mà. Em cũng có nhiều việc cá nhân chứ. Nhưng suốt ngày ăn thức ăn sẵn, chán lắm. Anh chịu khó nhé, em làm đẹp cũng vì anh mà. Tạm biệt anh yêu, em đi trước đây. Mẹ ơi, sao mẹ về muộn thế? Con đói lắm rồi, mẹ mau nấu cơm đi ạ. Mẹ tưởng hai bố con ăn ở ngoài rồi chứ. Mà sao con không bảo bố mua pizza hay là gà rán cho? Con không ăn bên ngoài đâu, chán lắm. Con thèm cơm mẹ nấu. Ừ, được rồi, chờ mẹ một lát là có cơm thôi. Thế, hôm nay được ăn cơm mẹ nấu rồi. Mời hai bố con ra ăn tối nào. Ôi, không có cơm ạ. Lại mấy món chế biến sẵn thế này, ăn chán lắm. Hai bố con chịu khó, hôm nay mẹ vội quá không kịp đi chợ. Nhà có gì dùng nấy thôi. Hai bố con ăn đi nhé, mẹ đi tắm rồi ngủ trước đây. Hôm nay mẹ mệt lắm. Anh đi làm về rồi à, mau vào ăn cơm. Hôm nay em mua nhiều đồ ở siêu thị lắm. Em ăn đi, anh không đói. Anh sao thế? Mấy hôm nay anh đều không ăn cơm ở nhà, hoặc viện cớ để bỏ bữa. Anh muốn em nấu cơm ở nhà. Em đã thu xếp công việc đi chợ nấu cơm cho anh. Vậy mà anh lại thờ ơ như thế. Có phải phụ công em lắm không? Anh không quen ăn mấy món chế biến sẵn, nuốt không trôi. Của một đống tiền đấy, người ta còn chẳng có mà ăn, anh lại còn chê. Cô Hương mới đi công tác về đó hả? Dạ không, đợt này em có đi đâu đâu. Mấy hôm tôi thấy chú Tuấn dẫn thằng bé nhà cô ra ăn cơm bình dân, tôi lại cứ tưởng cô đi công tác. Dạ không, nhưng em hay có việc phải về muộn. Mà chị ơi, chị hay gặp nhà em ăn cơm ở quán bình dân à? Ừ, chú ấy bảo thèm bát canh cua với cà, thích đĩa cá kho tộ. Thấy hai bố con ăn cơm ở quán ngon lành lắm. Quán đấy họ nấu nướng đơn giản mà đông khách. Tôi nhìn hai bố con chú ấy ăn ngon, cũng mua về ăn vài bữa. Đàn ông đúng là giống nhau. Ông chồng tôi cũng thế, chỉ thích vợ nấu mấy món dân dã, canh cua, cà pháo. Em tưởng chị vẫn hay nấu cho anh nhà, sao phải ra quán mua làm gì? Cũng chỉ vì chuyện cậu em trai tôi, nhà cửa lục đục. Mấy hôm nay tôi cũng phải đến hòa giải mấy chuyện gia đình, nên chẳng nấu cơm cho ông nhà tôi được. Em trai chị ư? Anh Kiên ấy à? Thì đấy, nó có cô vợ làm giám đốc,
xinh đẹp, kiếm tiền giỏi không ai bằng. Ấy vậy mà nó vẫn bỏ vợ giám đốc để đi lấy một cô tạp vụ kém về nhan sắc lẫn tài năng đấy. Sao lại thế được? Thì cô vợ cứ mãi mê với công việc, không quan tâm chăm sóc gia đình, bếp núc có thì cũng lạnh tanh. Còn cô tạp vụ kia biết chăm sóc vun vén gia đình, cơm dẻo canh ngọt lúc nào cũng sẵn sàng. Em trai tôi nói chỉ cần có thế thôi, một gia đình thật sự. Hóa ra là như vậy. Đúng là đường vào trái tim đàn ông qua dạ dày cô ạ. Mà cô em dâu tôi á thì cứ lao vào công việc như con thiêu thân ấy. Giá mà nó dành chút thời gian chăm sóc chồng nhiều hơn thì đâu đến nỗi. Ngày xưa chúng nó yêu nhau lắm. Dạ đúng rồi chị. Thôi chị về nhé. Dạ chào chị. Từ bao giờ mình đã quên đi điều quan trọng nhất đối với gia đình mình? Có lẽ mình phải chuyển lịch học yoga vào các buổi trưa thôi. Buổi tối là lúc dành cho gia đình. Chà, thơm quá. Mùi gì đó rất thân quen. Mẹ đúng là số 1. Mẹ làm những món này là ngon nhất đấy. Cảm ơn em. Sao lại cảm ơn em? Chỉ là một bữa cơm gia đình thôi mà. Từ giờ nhà mình sẽ không để thiếu những bữa cơm như thế này nữa nhé. Ừ, thôi cả nhà vào ăn cơm thôi. Dạ vâng ạ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.